Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2024 theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trong toàn quân với sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo dự hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trong toàn quân. Nhiều nội dung đạt được kết quả tích cực như, theo đánh giá của Chính phủ, Bộ Quốc phòng xếp thứ 2 trên 20 bộ ngành về chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, xếp thứ nhất trên 21 bộ ngành về chỉ số xếp hạng chất lượng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Trong công tác chuyển đổi số, 6 tháng đầu năm có 15 trên tổng số 25 nhiệm vụ đã hoàn thành, 10 nhiệm vụ đang thực hiện. Việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện có 72% cơ quan đơn vị cấp 1 sử dụng chữ ký số cá nhân, gần 83% đơn vị cấp 2 thực hiện gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử có ký số. Các phần mềm dùng chung như thư điện tử quân sự, truyền hình ứng dụng, hệ thông tin chỉ đạo điều hành, thi trắc nghiệm trong hội thi, hội thao, diễn tập đã được các cơ quan đơn vị chủ động triển khai nhân rộng và ứng dụng hiệu quả. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất cản trở quá trình thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng vẫn là vấn đề nhận thức, tâm lý thói quen ngại áp dụng cái mới, nhất là thay đổi phương thức làm việc từ thủ công trực tiếp sang thực hiện trên môi trường điện tử. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, cải cách hành chính và chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh với yêu cầu rất cao về chất lượng. Đây là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược, không thể chậm trễ. Bởi vậy, cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong toàn quân cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cán bộ nhân viên hiểu và vận dụng đúng, có trách nhiệm vào thực tiễn công tác. Đối với các nội dung, nhiệm vụ chưa hoàn thành, phải có kế hoạch cụ thể để bù tiến độ, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2024. Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu, dù nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số còn nhiều thách thức, nhưng các cơ quan đơn vị nhất định phải quyết tâm thực hiện, phải làm cho tốt, làm đến nơi đến chốn, theo đúng tinh thần tư tưởng chỉ đạo, năm quyết tâm, năm chủ động của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng.